Nam mô Tát Sa Bà Tô Ra Tô Sa Ma Sa Mô An Na Sa. Nam mô Tát Sa Bà Tô Ra Tô Sa Ma Sa Mô An Na Sa. Nam mô Tát Sa Bà Tô Ra Tô Sa Ma Sa Mô An Na Sa. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Ca Dạ. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng gia ấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách phóng tác sinh gia hộ chư Chi Tôn Đức Tăng Vi Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. À, hôm nay Vũng Tàu thì mưa hơi nhiều cho nên cái đường truyền chúng tôi nó không được ổn định lắm. À, hy vọng rằng chúng ta sẽ hoàn mãn được cái buổi học hôm nay một cách tốt đẹp. À, xin thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu đến câu kệ thứ 187. À, câu kệ này và câu kệ thứ 186 có đồng với duyên sự. Và nếu là hôm qua thì quý vị cũng sẽ nghe vị giảng sư trước đã nói về cái duyên sự của cái câu kệ ngôn này. Chúng tôi chỉ tóm tắt lại là câu kệ ngôn này được Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng khi ngài ngự ở tại Tịnh Xá Kỳ Viên. Khi mà ngài này cập với một cái vị tỳ khưu không hoan hỷ trong cái đời sống phàm hạnh. Ở lúc bấy giờ thì có một vị tỳ khưu đã xuất gia trong giáo pháp này, nhưng mà sau khi người cha của vị này mệnh chung về cái tình thương nhớ người con của mình, cho nên người cha của vị này đã để lại cho vị này một số tiền là 100 đồng cá hai bánh á. Giai đoạn đầu thì vị này không lưu ý tới số tiền 100 đồng cá hai bánh á. Nhưng mà trong giai đoạn sau, do phiền não phát sanh lên trong tâm, vị ấy muốn hoàn tục. Thì khi mà vị tỳ khưu này muốn hoàn tục thì được các bậc đồng phạm hạnh sách tấn và khuyên giải, và cuối cùng thì đưa vị này tới gặp Đức Thế Tôn. Khi gặp Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn ngài mới hỏi rằng: này tỳ khưu, nghe nói rằng ngươi có ý định muốn hoàn tục phải chăng? Ngài bạch Đức Thế Tôn: dạ phải. Vậy thì này tỳ khưu, ngươi hành động như vậy thì ngươi sẽ lấy gì để nuôi mạng sống của mình một cách tốt đẹp? Ngài bạch Thế Tôn: con có 100 đồng cá hai bánh á. Từ cái số 100 đồng cá hai bánh á, con có thể nuôi mạng mình một cách tốt đẹp được. Đức Thế Tôn ngài mới đưa ra một cái hình ảnh. Ngài nói: vậy thì này thì cô hãy nghe Như Lai phân chia cái tài sản của ngươi. Với một cái số tiền là 100 đồng cá hai bánh á đó, ngài mới tách ra phân nửa. Ngài mới dạy rằng: nếu như 100 đồng cá hai bánh á này, ngươi sẽ dùng 50 đồng tiền vàng này để mua đất, rồi ngươi sẽ dựng nhà. Còn 50 đồng còn lại ngươi sẽ phải mua bò, rồi phải mua những hạt giống, rồi mua những cái dụng cụ để làm công tác canh tác. Khi mà ngươi tính vậy thì 100 đồng cá hai bánh á này sẽ không còn đủ được. Như vậy thì ngươi làm sao có thể nuôi mạng được chân chánh? Rồi Đức Thế Tôn ngài phán dạy, sau khi phân tích ra xong vậy thì ngài phán dạy rằng: này chư tỳ khưu, cái số mà 100 đồng cá hai bánh á của ngươi quá ít, nhưng mà cái lòng tham của con người thì quá nhiều. Thậm chí thời xưa một người làm chủ cái nửa cõi trời đạo lợi và một thời gian dài vô số,
độ khoảng là 36 vị trời để thích, nhưng mà cũng chưa có hài lòng. Các dục lạc không bao giờ thỏa mãn cả. Tiếp theo đó thì cái vị vua mà Đức Thế Tôn ngài nói đó chính là tiền thân của ngài, tức là vua Manthapa hay là Manthatu. Vị này được gọi là đệ nhất về hưởng dục. Cái phước lớn của ngài rất lớn như vậy, nhưng mà nó cũng không có thỏa mãn được cái dục tầm cầu. Cái lòng tham muốn sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Và Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng lên liên tục hai câu kệ, câu kệ thứ 186. Và hôm qua quý vị đã tìm hiểu, hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp câu kệ thứ 187. Thì câu kệ 187 khởi đầu là Api Dipe Su Kami Su. Api là như vậy. Bởi vì liên hệ tới câu kệ ở trên á, là ví như mưa bạc mưa vàng, túi tham không đái còn than chưa đầy. Thì hiểu được cái đó cho nên ở cái câu này chúng ta không nói là nếu hay là gì nữa hết, mà là như vậy. Thì là như vậy, áp biết như vậy, đếp bê số ca mê số những dục lạc ở cõi trời. Xin nghe nói ở dục lạc ở chung cõi trời không phải chỉ là sắc thinh hương vị xúc, mà một khi ở cõi trời hay là trong cõi trời đó, nó bao gồm tất cả là cái 10 cái hạnh phúc cõi trời. Ngoài sắc đẹp, âm thanh vui dương, cái mùi thơm ngát, cái vị chất thù diệu, cái sự đụng lạ chạm nó an lạc ra, thì người này còn có cái thiên quang, tức là cái hào quang sáng, rồi có một cái thiên danh tiếng, tức là Yasa, Đíp Bá Yasa, tức là cái danh tiếng lừng lẫy. Cái danh tiếng lừng lẫy muốn nói là ở cõi trời cũng có những cái vị thiên tử để mà tán thán lẫn nhau, chứ không phải không. Rồi cái thiên quyền, rồi cái thiên tuổi thọ. Thông thường á, cõi trời đạo lợi tuổi thọ là khoảng 36 triệu năm tính theo nhân loại. Và tiếp theo nữa là cái thiên quyền lực. Cái thiên quyền lực này nó gắn liền với cái ánh sáng, cái ánh sáng của vị thiên nhân nào đó mà nó át đi ánh sáng của vị thiên nhân khác thì xem như vị thiên nhân đó phải lui ra. Chúng ta cứ tưởng tượng là giống như có một cái bóng đèn rất là sáng, nó chói ngay trước mặt. Người này chịu không nổi, phải lui ra để cái mức độ nào mà con mắt mới thể chịu đựng nổi được cái ánh sáng của cái bóng đèn chói đó, thì người đó đứng lại. Và ở trên cảnh thiên giới thì cái thiên quang là một cái điều rất là quan trọng, nó thể hiện một cái uy lực của cái vị thiên tử đó. Thậm chí vua trời Đế Thích, đôi khi cái thiên quang của vua trời Đế Thích á, nó không bằng những vị tân thiên tử, mặc dù là vị chúa của cõi trời, nhưng mà không phải lúc nào cũng hơn hẳn những vị thiên tử của mình. Có những vị thiên tử mà mới sanh lên cũng giống như là Á Nê Cá Quăng Ná, tức là cái được gọi dịch là vị thiên tử đa sắc. Cái hào quang của vị thiên tử này rực sáng đến mức độ mà khi mà vua trời Đế Thích cùng với những tiên nữ tùy tùng của mình ra khỏi cái tối thắng điện, tức là quy chế danh phá, thì mà chạm phải cái vị thiên tử Á Nê Cá Quăng Ná này, tức là đa sắc thiên tử này, thì cái hào quang của vị thiên tử đa sắc này nó chiếu rực đến mức độ nó át luôn cả cái hào quang từ ngọc thể của vua trời Đế Thích, khiến cho vua trời phải mà hổ thẹn, phải dẫn
những cái nàng tiên nữ tùy tụng mình quay trở về cái điện tối thắng, điện quy chánh linh tán. Ở trên ở trên một cái thiên giới, cái uy lực của vị chư thiên đó, nó thể hiện bằng cái hào quang. Và để bù đắp lại những cái thiếu sót này, bởi vì vua trời đất suy ngẫm là tại làm sao mà những cái vị thiên tử này lại có cái hào quang rực sáng của mình như vậy, thì quán xét rằng là những vị thiên tử này đã tạo phước ở trong cái thời mà có giáo pháp của Đức Chánh Đẳng Giác. Mà vị thiên tử là Á Nê Cá Quan Ná này, trước đây là một cái vị tỳ khưu ở trong giáo pháp của Đức Phật Kassapa. Cái vị tỳ khưu này tu hành rất là tốt đẹp, nhưng mà không có chứng đắc đạo quả gì cả. Mệnh chung được tái sinh lên cái cõi đạo lợi, nhưng mà mãi ham vui. Cho nên khi mà Đức Phật Ca Diếp ngài niết bàn, vị này không đi tới giờ, không có mặt luôn đó. Đến khi mà hàng tứ chúng đã xây dựng xong cái bảo tháp rồi đó, thì vị thiên tử này mới hay tin và đi xuống thì đã muộn. Và ông thường xuyên đảnh lễ bảo tháp xong là phát nguyện là sẽ không vi phạm vào cái dục lạc nữa. Còn quán xét biết được như vậy, cho nên vô trời Đức Thích mới tìm cách là tạo phước ở trong thời giáo pháp của Đức Thế Tôn, tức là tìm cách bạc bát cho ngài cách sau bá mà chúng ta có thể tìm thấy trong những bản sơ giải của kinh Pháp Cú. Như vậy thì cái dục lạc ở cõi trời Kamasu nó không hẳn chỉ là sắc thinh hương vị sốt, mà nó bao gồm là cái thiên danh tiếng, nó thiên quyền, nó thiên uy lực, nó thiên tuổi thọ, và nó thiên hậu quang. Cho nên như vậy, đối với những cái dục lạc ở cõi trời, ở đây cho chúng ta thấy rằng cái câu đầu Đức Phật này mở ra sau cái câu kệ thứ 186, thì câu kệ tiếp theo Đức Phật ngài nói như vậy: đối với những cái dục lạc ở cõi trời, ở trên trời này không phải là chỉ một cõi, nó có thể là nhiều cõi, và cái 10 cái thiên hạnh phúc này nó đều có xuất hiện ở trong tất cả các cõi trời cả, từ cõi trời đạo lợi trở lên cho đến thao quá tuyệt vời. Cho nên ở đây chúng ta không hòa nghĩ rằng nó bao gồm cả chỉ có một cõi trời đạo lợi mà thôi, cho dù đó là cõi trời thao quá tuyệt vời thì những dục lạc đó nó cũng đều thù thắng. Và dĩ nhiên mỗi cái cõi trời nó đều thù thắng hơn, cõi trời trên thì nó thù thắng hơn cõi trời ở phía dưới thấp hơn. Và khi mà Đức Phật ngài mở ra cho chúng ta thấy vậy là những cái dục lạc đó, nhưng mà đối với một cái vị mà muốn đi tầm cầu cái đạo giải thoát thì gì đó như thế nào? Xin thưa là Đức Phật ngài dạy rằng tất tinh sơ na thí gắt chát thí, cái vị ấy ở đây chúng ta thấy rằng cái câu này á, nó có hai cái vấn đề khiến chúng ta ngẫm nghĩ suy tư. Bởi vì chữ rapping nó là một cái túc từ trực tiếp đối với cái động từ á phí cách tập tí. Á phí có nghĩa là hướng đến hay hướng về hay là ở trên cao. Gắt chất tí là đi đến, ná là không, nó là không có hướng đến hay là không có hướng về cái sự lên cao hay là đi đến cao, hoặc là không có hướng đi đến. Mà khi mà không hướng đi đến vậy đó thì là thích thú với sự không hướng đến, rapping.
vị ấy không hướng đến. Nhưng mà không hướng đến như thế nào? Không phải vì bắt buộc không hướng đến, mà lại là có tâm hân hoan không hướng đến. Bởi vì sao vậy? Vì vì biết những cái dục lạc này nó là cái bẫy. Bẫy của ai? À, bẫy của Ma Vương là một. Thứ hai nữa là nó là bẫy của những ai mà yêu thích dục lạc, thì người đó sẽ bị đắm chìm trong đó, không thể thoát ra. Ngay như là ở trong tương kinh có một cái bài kinh mà Đức Phật Ngài giải về bài kinh với tựa đề là Bó Lúa. Thì trong đó Đức Phật Ngài dạy rằng khi mà một cái trận chiến khốc liệt khởi lên ở giữa Atula và chư thiên đạo lợi, thì bây giờ chúa Atula có tên là Vibhatti bị thiên vương Đế Thích bắt đi, trói hai tay hai chân và cổ, rồi để ở trong giảng đường Suttamá. Nhưng mà cái sự trói đó, nó không có gây khó khăn hay là gây đau khổ cho chúa Atula. Khi nào mà chúa Atula nghĩ rằng chư thiên sống đúng pháp, Atula sống phi pháp, hôm nay ta đi đến cõi thiên giới này, thì bây giờ những cái dây trói đó rớt xuống, và vị chúa Atula Vibhatti, tức là cha vợ của vua trời Đức, họ hưởng năm món dục lạc của thiên giới cách đầy đủ. Nhưng mà bao giờ Vibhatti nghĩ rằng Atula sống đúng pháp, còn chư thiên đạo lợi sống phi pháp, vậy ta hãy trở về với kinh thành Atula của ta. Thì bây giờ năm nơi, tức là hai tay hai chân và cổ bị trói lại, và năm món dục lạc nó đã bị tước đoạt. Ở đây nằm trong một bài kinh của Tương Ưng 4, bài kinh Bó Lúa. Và Đức Phật Ngài dạy đây là cái lưới của chư thiên, hay là lưới của vô trời đạo lợi, đó là lưới của Đế Thích trói buộc Atula. Nhưng mà Đức Phật Ngài dạy rằng cái lưới này còn cái loại lưới khác, nó vô cùng tế nhị và khó thấy hơn. Đó là những cái pháp khả lạc hải của Ma Vương. Những cái pháp nào mà khả lạc hải của Ma Vương? Những pháp đó nó trói buộc cái tâm của con người, hay tâm của người tầm cầu đạo giải thoát, nó bền bỉ phản chắc vô cùng. Cho nên cái câu kệ này Đức Phật Ngài dạy á, chúng ta hiểu theo hai cái khía cạnh, tức là rất tinh sơ na thí gắt chất tí. Vị ấy vua thích không tầm cầu, hay là vị ấy vua thích không có hướng đến. Nhưng mà nếu mà chúng ta lấy cái túc từ á, rapping á, đó là từ một cái trực tiếp á, mà vị ấy không có hướng đến, hay là đi đến ở chỗ cao hơn một cách vua thích. Ở đây dục lạc ở trên là nói về cái cõi trời dục rồi, nhưng mà nếu mà á thí gắt tất tí là đi đến ở chỗ cao hơn nữa, tức là muốn ám chỉ những cái cõi thiền sắc hay là vô sắc, tức là vị đó không có hướng đến chẳng những ở cõi dục lạc, cõi dục rồi, mà không hướng đến cái cảnh giới, bất kỳ cảnh giới tái sinh nào, dù cho nó cao hơn cõi trời dục lạc, mà sự hướng đến nó với một cái tâm trạng rất là vui thích, mà không hướng đến với một cái sự vui thích, bởi vì thấy được những cái nguy hại của nó, nên cho nên muốn thoát ra như vậy.
Chúng ta khoan nói tới một cái ẩn nghĩa sâu thẳm của cái na thí đắc sát tí, mà chúng ta muốn nói tới ở một cái góc độ khác, và tức là cũng trong bài kinh Bó Lúa đó, Đức Phật ngài dạy rằng với một người nào mà có tư tưởng tôi sẽ là, hay là tôi sẽ không là, thì người đó vẫn bị ma trói buộc. À, tôi sẽ là vị thiên tử hay là tôi sẽ là vị phạm thiên vô sắc, hay tôi sẽ không là súc sanh, tôi sẽ không là người, tôi sẽ không là giả xoa, đúng không ạ? Bất kỳ một cái tư tưởng nào, chà, hay quý vị còn nghe rõ chúng tôi mà, dạ. Bất kỳ một cái tư tưởng nào có mang dáng dấp là tôi sẽ là hoặc là tôi sẽ không là đều bị trói buộc. Cũng ngay chính cái bài kinh Bó Lúa đó. Ở trên đây, rất tinh sơ na thí gắt chá tí, gì đó không hướng tới, không hướng nào hay là không đi đến, nếu sự vô thức không đi đến. Nó không đi đến bất kỳ một cảnh giới tái sanh nào, tức là không có tư tưởng tôi sẽ là hoặc là tôi sẽ không là. Và ở chỗ này, vì sao vậy? Vì không có một cái tư tưởng tôi sẽ là hay tôi sẽ không là, đều nói lên một tính chất là không tầm cầu. Không. Mà không tầm cầu nó chính là cái trạng thái của một chi phần của tuệ, tức là cái chánh tư duy, tức là nét khâm mát, muốn ra khỏi. Nó không phải chỉ là nó ra khỏi dục lạc không thôi, mà nó muốn ra khỏi luôn cả cái cảnh giới cao hơn khỏi chư thiên. Cái này là hân hoan để mà ra khỏi những cái cảnh giới, đã ra khỏi cảnh giới dục lạc của chư thiên đã đành rồi, nhưng mà còn vui thích là ra khỏi luôn cả cảnh giới cao hơn nữa. Á thí gắt cho tí, đi đến nó chỗ cao hơn mà nát không, không đi đến nó chỗ cao hơn, tức là ra khỏi những cái sinh hữu, cho dù là dục giới, sắc giới hay vô sắc giới, vậy nó không đi tìm kiếm cái sinh hữu nào cả. Để nghe cái câu đề kể đầu, Đức Phật ngài đưa ra cho một cái dục lạc ở cõi trời, nhưng mà dục lạc cõi trời đó nó vẫn còn thô, nó vẫn còn không có thù diệu cho bằng những cảnh giới ở cao hơn, tức là cảnh giới của sắc giới hay là cảnh giới của vô sắc giới. Nhưng mà cái vị đó thì không có hướng tâm tới cái đó, vui thích để lìa bỏ cái đó. Như vậy thì ở đây cái tâm lý của vị này là muốn thoát ly, muốn buông bỏ, không có nắm lấy. Rồi chúng ta bước qua cái câu thứ ba. Nhưng mà ở đây muốn trình bày lại, chúng ta có thể hiểu thêm một cái góc độ khác nữa. Khi mà không có hướng đến những cảnh giới đó mà với tâm hoan hỷ, không có hướng tới những cái sự tầm cầu ở những cảnh giới tái sinh là dục giới hay sắc giới, vô sắc giới, mà với có một cái tâm hoan hỷ đó, ở chỗ này thì dường như Đức Thế Tôn ngài chỉ ra cho chúng ta thấy có hai cái pháp giác chi. Một pháp giác duy nhất là xả, là buông bỏ, buông bỏ những cái cảnh giới phải tái sinh. Rồi chỉ ra thêm một cái pháp giác duy thứ hai nữa là hỷ giác duy, hoan hỷ với một cái sự mà đi ra
Xả giác chi là buông bỏ, mà hỷ giác chi là thích thú với cái sự buông bỏ. Như vậy ngoài cái không tầm cầu, tức là cái chánh tư duy ra, thì ở chỗ này chúng ta có thể hiểu theo một cái góc độ khác cửa pháp dẫn tới giác ngộ, tức là cái xả giác chi và cái hỷ giác chi. Mà cho nên là gì đó, là cái xả giác chi, cái hỷ giác chi đó, nó bao gồm cả hai loại. Một loại là thuộc về chỉ tịnh cũng có, mà một loại thuộc về tuệ quán cũng có. Bởi chi xả nó chính là chi của thiền, chi của thiền, thiền tịnh. Và đồng thời nó cũng là một cái chi của tuệ quán. Tức là trong 10 cái tuệ minh sát thì lúc nào cũng phải có cái tuệ gọi là buông bỏ để mới đi lên cao. Và tột đỉnh của cái tuệ quán của phàm nhân là ở Sankha Arupekha Jnana, tức là cái tuệ hành xả, tuệ buông bỏ, tuệ bình quân lại. Vậy thì rồng ở trong câu gợi thứ hai này cho chúng ta thấy là có rất nhiều cái vấn đề mà chúng ta có thể tùy theo cái trí của chúng ta, hay là những cái pháp môn chúng ta tu tập. Nó bao gồm cả chánh tư duy, tức là con đường bát chánh cũng có. Nó bao gồm cả cái thiền tịnh hoặc là thiền quán cũng có. Nó bao gồm cả cái giác chi cũng có. Tùy những mức độ chúng ta tu tập nè, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái câu kệ thứ hai này. Đức Thế Tôn ngài dẫn ra ngắn gọn thật, nhưng mà lại có nhiều khía cạnh của những pháp dẫn tới giác ngộ, hoặc là thấy giác chi, hoặc là chánh tư duy. Mà chánh tư duy ở đâu thì phải hiểu cầm là có chánh kiến ở đó. Không bao giờ chánh tư duy và chánh kiến tách lìa nhau. Luôn luôn ở đâu có chánh tư duy thì chúng ta hiểu ngầm là ở đó có chánh kiến, mà ở đâu có chánh kiến thì ở đó chúng ta hiểu ngầm là có chánh tư duy. Và với tâm hoan hỷ nữa thì chúng ta thấy là có cái hỷ giác chi hoặc có xả giác chi nằm trong đó. Tùy mức độ của chúng trí chúng ta nắm bắt để mà chúng ta triển khai theo một góc độ này hoặc là một góc độ khác, hoặc là góc độ của bát chánh đạo, hoặc là góc độ của thất giác chi. Rồi bây giờ chúng ta bước qua câu kệ thứ ba. Đức Phật ngài dạy rằng tăng hắc khai khai giá rát tơ hồ tí. Cái chữ hồ tí này có thể là cặp vào câu hỏi phía sau, tức là một cái liên từ để nói liền. Nếu như câu kệ thứ tư là samma sambut sakkhakko, tức là đệ tử của bậc chánh giác, thì chữ hồ tí là đệ tử của bậc chánh giác. Chúng ta có thể hiểu được như vậy. Nhưng mà ở đây cái điều quan trọng là tăng hắc khá giá rato. Rato là của vua thích, ái diệt thì vua thích. Tăng hắc, tăng ha cộng cho khá giá là chấm dứt, diệt trừ. Như vậy thì muốn diệt trừ mà ái, ái là cái nguyên nhân sinh khổ, mà muốn diệt trừ cái ái thì dĩ nhiên ở đây gián tiếp đề cập tới, gián tiếp đề cập tới bát chánh đạo, chỉ có con đường này thôi. Ở chính trong bài kinh Chuyển Pháp Luân thì Đức Phật ngài dạy rằng là cái nguyên nhân sinh khổ nó do cái tăng hạ, nó là do ái. Dù cho dục ái hay là sắc ái hay là vô sắc ái, hay là dục ái hay là hữu ái hay là phi hữu ái, thì tất cả những cái đó đều dẫn tới cái khổ. Cho nên ở trong này không có đề cập tới là dục ái được. Bởi dục ái chỉ là một cái chi phần của ái. Cho nên trong kệ này Đức Phật ngài dạy là tăng hắc khạch vô ái diệt. Ái diệt tức là bất kỳ một loại ái nào đều cũng phải chấm dứt hết. Từ ái sắc, ái thinh, ái hương, ái vị, ái xúc, ái quyền, ái vị, ái thế lực, ái gì đó của cái 10 cái thế hạnh phúc của trời,
đã chấm dứt ba đành rồi, thì ngay cả ái hữu hay ái phi hữu, tức yêu cái có hoặc yêu cái không có, tất cả đều phải diệt hết. Mà muốn diệt được cái ái đó thì ở đây trước mắt Đức Phật Ngài đã dạy, hay là Ngài ngầm chỉ điểm cái nhân khổ nó là ái, thì muốn diệt cái nhân khổ này nó chỉ có con đường xuyên suốt bát chánh đạo, đó là giới định tuệ, nó ngắn gọn chỉ cái đó thôi. Muốn diệt được ái này, muốn diệt ái này thì phải thực hành giới định và tuệ. Nếu như vậy thì nó chưa nói đến cái vấn đề gì cả, chưa nói đến vấn đề gì cả. Nhưng mà ở đây cái chữ Rato vui thích, vui thích khi ái diệt thì muốn chỉ ra cái là cái việc làm nó đã xong rồi thì người đó mới vui thích, còn việc đó đang làm thì chưa có vui thích. Cái việc làm đó nó chưa hoàn tất, tức là cái vui thích mà vui thích cũng chưa hoàn tất, vui thích để làm nhưng mà nó chưa có được là trọn vẹn, nó chưa được cái viên mãn. Mà bằng hát ca vô rapto tức là vui thích ái diệt, ở đây muốn nói rằng khi mà một cái ái nào chấm dứt thì cái sự hân hoan khi đã thành công nó khởi lên. Cũng giống như chúng ta thấy rằng á, trên bước đường mà tầm cầu, có đôi lúc á, Bồ Tát chúng ta vẫn có hoan hỷ trong cái hạnh xuất gia hoặc là gì đó. Nhưng mà nổi tiếng nhất là khi nào mà chứng đạt được vô thượng chánh đẳng cái giác á, thì cái câu kệ ngôn mà Ngài tuyên bố lên đó. Lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng không gặp, kẻ xây dựng nhà này phiền muộn thay, đời sống tiếp diện, vân vân. Đó, Ngài hân hoan, Ngài thấy là tốt lên vậy. Thì cái Krato đây muốn chỉ được cái hân hoan hay là cái thích thú mà khi mà cái việc làm nó đã hoàn tất. Nào, bởi vì cái việc làm nó hoàn tất đó là nó là kết quả rồi, nó không còn là bị lui xuống nữa, không là lui sụp không. Một khi mà vậy mà chứng đắc được sơ quả rồi thì không bao giờ lui sụp xuống là phàm nhân được nữa. Thì một khi mà cái vị mà chứng đắc được nhị quả thì không bao giờ lui sụp xuống là còn là sơ quả được nữa. Nó tương tự như vậy, ở với một cái vị mà chứng đắc được a la hán thì không bao giờ lui xuống bậc a la hán được nữa. Nhưng mà ở đây là ái tận diệt, như vậy chúng ta sẽ thấy rằng từng bước diệt trừ sắc thinh hương vị sắc, tức là cái ái dục nó tận diệt được là bậc A-na-hàm. Mà trước mắt là bây giờ diệt trừ được cái hữu ái và phi hữu ái, tức là yêu thích cái có và yêu thích cái không có. Bởi vì yêu thích cái có hay yêu thích cái không có nữa, nó nhằm chỉ cho một cái tà kiến nó đi chung với cái ái. Yêu thích cái có rất là thường kiến, mà yêu thích cái không nó là đoạn kiến. Ở trước mắt á, thì giải quyết được cái diệt được cái ái hữu và ái phi hữu, vị thánh Dự Lưu không còn ái hữu ái phi hữu, nhưng mà vẫn còn ái sắc ái dục lẫn ái màu sắc. Vị thánh A Na Hàm không còn ái hữu ái phi hữu, nhưng mà vậy đó vẫn còn ái sắc hay ái màu sắc, dĩ nhiên dục ái cũng không còn. Thì điều này cho chúng ta thấy rằng khi mà vui thích khi ái diệt, tức là ái diệt từng phần, ái diệt từng phần, diệt được cái ái hữu ái phi hữu là vui thích. Bởi đó là cái trạng thái của quý vị thánh Dự Lưu. Dự thánh Dự Lưu là diệt được cái tà kiến thường và đoạn.
Và khi mà hoàn tất được đó, thâm hân hoan, tâm thích thú, rất hợp, tâm vui thích. Và tiếp tục nữa, việc cái ái tiếp kế tiếp nữa, tức là cái ái sắc thinh hương vị xúc, tức là ái dục. Ái dục đó được bị diệt đi bởi bậc thánh A-na-hàm. Và khi mà diệt được đó rồi, tăng hắc kha vô đó bị diệt thì arato vô thích. Và cuối cùng nữa thì ái sắc, ái vô sắc cũng bị diệt, vị ấy vô thích, tức là thành tựu được cái thánh quả A-la-hán. Như vậy thì cái câu kệ thứ ba này cho chúng ta thấy là Đức Phật ngài chỉ ra, thứ nhất là cái con đường mà đưa tới sự diệt ái, bởi ái là nguyên nhân sinh khổ, mà không có tầm cầu ở phía trên, tức là có chánh tư duy ở phía trên, có hỷ giác chi ở trên, có xả giác chi ở phía trên. Thì đi sâu vào chút nữa để tìm những đoạn nhân duyên nào của ái để cắt đứt đi diệt. Và mỗi khi một cái ái nào bị cắt đứt bị diệt đi thì vậy đó hân hoan, tăng hắc khai vô rato, để thích thú. Và từng bước như vậy để đi lên tới thánh quả A-la-hán. Như vậy trong câu kệ này Đức Phật ngài chỉ ra cho chúng ta thấy, thứ nhất giai đoạn đầu là cái con đường bát chánh, giai đoạn thứ hai là thành tựu bốn đạo, giai đoạn thứ ba là thành tựu bốn quả. Và chúng ta sẽ bước qua cái câu kệ thứ tư. Đức Phật ngài dạy rằng Hô Tí Samma Sambut Savako, là đệ tử bậc chánh giác, là đệ tử bậc chánh giác. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng tuy là đệ tử bậc chánh giác, nếu Đức Phật là bậc phước điền của chư thiên và nhân loại thì cái vị đệ tử của bậc chánh giác cũng là phước điền của chư thiên và nhân loại. Ở đây chúng ta ngẫm mới thấy rằng Đức Phật ngài chỉ ra cái vị là phước điền của chư thiên mọi người, mặc dù vị đó chỉ là đệ tử của Đức Phật ở khi còn là hiện tại, tức là còn cái thân ngũ uẩn, về đức độ, về trí tuệ, về sở hành, vân vân, thì vị này vẫn còn khiếm khuyết. Thế thì nó còn kiếm huyết như vậy, nhưng mà vẫn là phước điền của chư thiên và nhân loại. Khi nói tới đệ tử thì ba hàm là vị thánh hữu học. Có đôi khi trong kinh điển chúng ta có hai cái từ, khi Đức Phật ngài nói là con của Như Lai muốn chỉ vị thánh A-la-hán, mà đệ tử Như Lai thì muốn chỉ là bậc thánh hữu học. Nhưng ở đây chữ Savako bao gồm cả hai cái điều này, tức là con cũng được mà là đệ tử cũng được. Nhưng mà ở đây muốn ám chỉ nè, mà là cái bậc mà đã thành tựu hết trọn vẹn rồi mà chính thức là đệ tử, như là Đức Mục Kiền Liên hay Đức Xá Lợi Phất hay là những vị thánh A La Hán, dù cách nào cũng là đệ tử, nhưng mà đã trọn vẹn. Cũng như ngài Ú Rú Vê La Cách Sa Bá vẫn tôn xưng rằng bạch Đức Thế Tôn ngài là bậc đạo sư, con là đệ tử của ngài. Nhưng mà đó là những gì phước điền của chư thiên và nhân loại. Như vậy thì trong cái câu kệ ngôn này, câu kệ ngôn thứ 186, Đức Phật ngài nêu ra những cái tham muốn vô cùng tận của một chúng sanh. Cho dù là mưa bạc mưa vàng thì cũng không bao giờ hài lòng cho là đủ cả. Và câu kệ thứ hai Đức Phật ngài dạy chúng ta đó, cho dù nó là cái thiên dục lạc, nó không phải là ở cõi trời, không phải còn cõi người, thì vì đó cũng không có hướng đến, mà chẳng những không hướng đến cái thiên dục lạc nữa, mà không hướng đến những cái cõi cao hơn nữa.
đó là cái tâm hướng nó xuôi về niết bàn, nó hướng về tịch tịnh, nó hướng về sự yên lặng, nó hướng về cái chấm dứt cái sinh hữu, nó hướng về chấm dứt cái khổ sinh tử. Mới một sự tầm cầu. Tầm cầu cái gì? Tầm cầu cái niết bàn, tức là chánh tư duy, nét khâm á. Không đi tìm cầu dục lạc, bởi biết cái nguy hiểm của dục lạc, bởi vì nó có cái lưới trói, cũng giống như lưới trói của vô trời đất, trói Atula vậy. Phải nằm trong đó, nó là cái bẫy của ma vương để tung ra để bẫy các loài cá. Mà những con cá không ham mồi thì con cá nó sẽ sống tự tại, mà những con cá ham mồi thì sẽ chết ở bởi cái lưỡi câu của ma vương. Rồi câu kể thứ ba, Đức Phật ngài dạy rằng là vậy đó, nó hân hoan vui thích khi mỗi ái được diệt đi, đó là thành tựu được thánh đạo hoặc là thánh quả. Mà trước khi thành đạo tựu được thánh đạo thánh quả thì giới định tuệ là con đường phải đi, con đường phải bước tới. Và sau cùng câu kệ thứ tư thì Đức Phật ngài dạy gì đó đã hoàn mãn tất cả, đã trở thành là phước điền của chư thiên nhân loại, là đệ tử của bậc chánh đẳng giác, nhưng mà sẽ cũng được sẽ giải thoát như là bậc chánh đẳng giác, tức là không còn sinh tử luân hồi. Hai câu kệ ngôn này nói kết lại với nhau câu kệ thứ 186, Đức Phật này đưa ra những cái nguy hại của dục lạc. Câu kệ thứ hai chỉ ra phương pháp để tránh xa những dục lạc, tránh xa những cái nguy hại, tránh xa những cái đau khổ khi còn nằm trong vòng luân hồi. Mà cái đau khổ đó chính là ái, tận diệt được cái vui thích và rắc rối, thế là trở thành đệ tử bậc chánh giác và sẽ viên tịch đồng như bậc chánh giác vậy. Và thưa quý vị, thời gian chúng tôi đến đây cũng vừa phải lẽ, rất là may mắn là đường truyền vẫn ổn định. Phước báo sanh lên xin cúng dường đến chư tôn đức tăng, xin đem tới sự an lành cho quý sư cô, quý sư bà và toàn thể chư Phật tử. Mong rằng quý vị hoan hỷ với phước báo này để được đắc trì mọi sự nguyện đồng điều nhau cả thảy. Và chúng tôi cũng xin hồi hướng phước báo là đến chư thiên, nếu mà chư thiên hộ trì Phật pháp, cầu mong với ngài quan hỷ thọ dụng, rồi gia hộ cho chư tôn đức tăng luôn được phát thể kinh an, gia hộ cho quý bà quý cô sư cô được thân tâm an lạc, và gia hộ cho toàn thể chư tử luôn luôn được thuận mai trong đời sống, tấn hóa trong Phật pháp, đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bồ Tát, nam mô Tham Ma Giác, nam mô Sanh Khai Giác.